Đây là nhà thờ các bạn. Dạ. Nhà nào bác? Đi vòng hết đường này nè bác. Ở cái nhà kỳ ấy. Cái cảnh đó hả? Thôi khỏi vô đó bà, khỏi vô đó. Tôi lên trên đây để. Đi đường này, đến đây hết mà. Đi cầu thang này nè. Đi đưa cầu thỏ về mình quay đi đây. Tôi lên cầu thang. Thank you.
Rồi đứng đây quay lên đây, khỏi lên trên đi mày. Sao nó mệt á. Được rồi bạn, đứng đây được rồi bạn, khỏi lên trên. Rồi bác. Con nhìn như thơ lắm nha. Rồi. Yeah.